Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Agribank chi nhánh Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình triển khai chính sách ưu đãi giúp người dân phát triển kinh tế. Liên minh châu Âu nhất trí gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21-22 tháng 7, các đại biểu được nghiên cứu học tập 4 chuyên đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Qua đó giúp các đại biểu nắm bắt một cách đầy đủ và có hệ thống tinh thần của nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã truyền đạt chuyên đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, với 5 nội dung chính gồm các yếu tố nền tảng làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện thể chế về đất đai, tính cấp thiết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, một số quan điểm mục tiêu, một số nhiệm vụ giải pháp và công tác tổ chức thực hiện. Điểm mới của nghị quyết lần này là làm rõ hơn về vai trò của nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu và nội hàm ý nghĩa của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, đồng thời đặt ra yêu cầu mới phải công khai, minh bạch và trách nhiệm, phải giải trình trong thu hồi đất. Nghị quyết đã đề ra 5 nhóm giải pháp, chính sách lớn trong việc hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất. Ngày 21 tháng 7, đoàn công tác của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Sủn Thon Say Nha Chắc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Lào Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị và hân hoan kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào, tỉnh Hòa Bình rất phấn khởi khi được đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã thông báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và một số tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình và các địa phương của Lào ngày càng được củng cố và tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn. Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã ký kết biên bản thỏa thuận với hai địa phương của Lào là tỉnh Luông Pha Băng và tỉnh Hủa Phăn. Và truyền thống hữu nghị anh em tốt đẹp giữa Việt Nam Lào là Việt Nam thì tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo gìn giữ vun đắp. Và trong đó Hòa Bình chúng tôi cũng rất là tự hào, nơi cũng đã được chứng kiến và góp phần vào cái mối tình hữu nghị bạn bè anh em hết sức thân thiện này. Trong thời gian tới, thì thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hòa Bình, chúng tôi cam kết tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các cái hoạt động giao lưu về chính trị, ngoại giao và đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư của Hòa Bình và các địa phương của Lào đầu tư làm ăn lâu dài
kết nối hoạt động thương mại giữa hai bên để tô thắm thêm cho cái tình hữu nghị, hợp tác và thực chất hơn giữa Lào Việt Nam và Nam Lào. Theo đúng như di nguyện của Chủ tịch Cai Xòn Phong Bì Hà, núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Việt Lào sẽ mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh Hòa Bình cam kết triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ hợp tác của tỉnh đối với nước bạn Lào thông qua dự án xây dựng trường Trung học phổ thông huyện Hủa Mường, tỉnh Hủa Phăn, sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của chính phủ Việt Nam dành cho chính phủ Lào. Chương trình đào tạo lưu học sinh Lào trình độ cao đẳng trung cấp cho tỉnh Hủa Phăn Lào, qua đó góp phần gìn giữ, vun đắp và tô thắm truyền thống đoàn kết, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam Lào nói chung và giữa tỉnh Hòa Bình với tỉnh Hủa Phăn, tỉnh Luông Pha Băng nói riêng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào rất vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Hòa Bình. Chuyến thăm lần này một lần nữa khẳng định mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước nói chung, giữa tỉnh Hòa Bình với các tỉnh của nước Lào nói riêng. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào phấn khởi trước những thành tựu về kinh tế, xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hòa Bình, đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Hòa Bình đối với các tỉnh của nước Lào. Tôi vô cùng ấn tượng khi thấy rằng mặc dù tỉnh và Hòa Bình đang gặp những cái vấn đề khó khăn như phần báo cáo của đồng chí, nhưng các đồng chí vẫn còn dành chia sẻ và dành cái sự hỗ trợ giúp đỡ cho các cái địa phương của Việt Nam của chúng tôi, nhất là tỉnh Luông Pha Băng và tỉnh Hủa Phăn trong việc phát triển kinh tế xã hội của các cái địa phương của tôi. Ngoài ra các đồng chí cũng đã hỗ trợ và giúp đỡ các địa phương của Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho chúng tôi, và hiện nay cũng đã có 58 em lưu học sinh đào tạo sinh sống và học tập tại bên tỉnh Hòa Bình của các đồng chí, và các em này cũng sẽ là người tiếp nối trong cái bảo đảm vun đắp về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đặc biệt giữa hai nước Lào Việt Nam trong tương lai. Tôi xin chúc cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam chúng ta tiếp tục được phát triển và ngày càng được hòa kết trái như câu thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: thương nhau mình núi cũng trèo, với sông cũng đổ, núi kẻ cũng qua. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng, chúc mối quan hệ của hai nước ngày càng khăng khít và phát triển. Thay mặt Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mong muốn được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình sang thăm nước Lào. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình, đồng chí Sủn Thon Say Nha Chắc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm di tích lịch sử cách mạng, địa điểm huấn luyện chính trị và đại hội chủ bị Đại hội 2 Đảng Nhân dân Lào tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp đoàn. Di tích lịch sử cách mạng, địa điểm huấn luyện chính trị và đại hội chủ bị Đại hội 2 Đảng Nhân dân Lào nằm trong khuôn viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ và Nhân dân hai nước Lào Việt Nam nhằm lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống đoàn kết của hai dân tộc, tỉnh Hòa Bình triển khai xây dựng khu lưu niệm, địa điểm huấn luyện chính trị và đại hội chủ bị Đại hội 2 Đảng Nhân dân Lào. Công trình được xây dựng từ tháng 1 năm 2021 với diện tích 2.820 m², tổng mức đầu tư là 47 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 11 năm nay, công trình sẽ hoàn thành. Công trình là biểu tượng cho truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, là nơi lưu giữ những hiện vật, hình ảnh liên quan tới Đại hội chủ bị Đại hội 2 Đảng Nhân dân Lào và các hoạt động của hai đảng, hai nhà nước. Công trình là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hai nước. Phát biểu tại địa điểm đến thăm, đồng chí Sủn Thon Say Nha Chắc, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào rất phấn khởi khi lần thứ 3 được quay trở lại thăm di tích này. Đặc biệt hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương xây dựng hoàn thành công trình. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cảm ơn tỉnh Hòa Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang khẩn trương xây dựng nhằm khôi phục di tích lịch sử cách mạng, địa điểm huấn luyện chính trị và đại hội chủ bị Đại hội 2 Đảng Nhân dân Lào. Tới đây, thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sẽ đến thăm nhiều hơn khu di tích này để hiểu rõ hơn về đất nước Việt Nam-Lào và tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào. Công trình sẽ là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hai nước. Cùng ngày, đoàn công tác của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng đã đến thăm khu nghỉ dưỡng Serena Resort tại huyện Kim Bôi.
Ngày 21 tháng 7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết của Tập đoàn Phúc Sơn và báo Tiền Phong. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dự buổi tiếp nhận. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, Tập đoàn Phúc Sơn và báo Tiền Phong đã trao 7 tỷ đồng ủng hộ kinh phí xây dựng 120 căn nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trong đó có 102 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách, 18 nhà cho cựu thanh niên xung phong. Với trách nhiệm của mình, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cam kết phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hộ gia đình để nguồn kinh phí ủng hộ được sử dụng hiệu quả nhất, đồng thời mong muốn Tập đoàn Phúc Sơn, báo Tiền Phong tiếp tục quan tâm giúp đỡ, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Tập đoàn Phúc Sơn, báo Tiền Phong đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình ông Bùi Xuân Nùng ở xóm Đồng Bãi, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi. Dự lễ khởi công có đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ông Bùi Xuân Nùng là cựu thanh niên xung phong hiện tại đang ở trong ngôi nhà đã xuống cấp. Tập đoàn Phúc Sơn, báo Tiền Phong đã hỗ trợ gia đình ông Nùng 60 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà cấp 4 trên diện tích 60m2, dự kiến thời gian hoàn thành trong một tháng. Nhân dịp này, Tập đoàn Phúc Sơn cũng đã trao tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 10 hộ gia đình chính sách ở xã Đú Sáng. Báo Tiền Phong và Hoa hậu Đỗ Thị Hà tặng 20 suất quà cho 20 em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nhà xuất bản Kim Đồng, báo Thiếu Niên và báo Tiền Phong đã trao tặng sách cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim Bôi. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 7, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh. Trong một ngày, 100 nạn nhân chất độc da cam sẽ được khám tổng quát sức khỏe, tư vấn sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và tập luyện. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá thuốc và quà là 90 triệu đồng. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân cũng như chia sẻ với những người không may nhiễm chất độc hóa học dioxin trong chiến tranh, lan tỏa tấm lòng nhân ái trong cộng đồng, giúp họ nâng cao tinh thần, sức khỏe và tham gia vào các hoạt động xã hội. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, Agribank chi nhánh Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình triển khai chính sách ưu đãi giúp người dân phát triển kinh tế. Phạt tiền khi không phân loại rác. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chính sách tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn của Agribank chi nhánh Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình đã phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn có nguồn vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đã nhiều năm gắn bó với chăn nuôi trâu nhưng với quy mô nhỏ lẻ. Đến năm 2020, bà Đồng Thị Hiển ở xóm Trung Thành, xã Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình đã nghĩ tới việc mở rộng phát triển chăn nuôi theo hướng chất lượng. Bà Hiển đã dành thời gian để đi tham quan học tập các mô hình chăn nuôi trâu ở nhiều nơi trong tỉnh. Cuối năm 2020, được sự quan tâm của Agribank chi nhánh Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình cho vay 150 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi phát triển nông nghiệp nông thôn. Bà Hiển đã đầu tư vào xây dựng chuồng trại phát triển đàn trâu lên đến 10 con. Bà Hiển cho biết đây là giống trâu rất phàm ăn, có thể tận dụng được phế phẩm nhà nông như rơm rạ, cây ngô, cỏ, nhưng lại cho năng suất và chất lượng cao. Thời gian tới, bà Hiển đang dự tính xây dựng thêm chuồng trại để mở rộng quy mô chăn nuôi, phát triển kinh tế ở vùng quê còn nhiều gian khó này. Là được tiếp cận được cái nguồn vay của chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn đấy. Thì bây giờ là gia đình nhà tôi tiếp cận được cái vốn ý, thì là với cái mức thu nhập thì là nó cũng thay đổi hơn trước nhiều. Đấy, thì tôi bây giờ là mong muốn nhất của gia đình nhà tôi là muốn ngân hàng phát triển nông thôn là cho vay thêm. Những năm gần đây trên địa bàn thành phố Hòa Bình xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình cho hiệu quả kinh tế cao. Với sự quan tâm nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, nhiều hộ gia đình đã phát huy lợi thế và lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại thu nhập khá.
Chỉ tính riêng nguồn vốn tín dụng của Agribank chi nhánh Kỳ Sơn đến hết 30 tháng 6 năm 2022 đã đạt tổng dư nợ trên 896 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm tới 88% tổng dư nợ với gần 3.000 khách hàng vay vốn, tập trung cho vay chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, góp phần vào công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ngoài ra, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố đã quan tâm hỗ trợ người dân trong việc triển khai kỹ thuật, hỗ trợ cây trồng con giống vật tư để sản xuất hiệu quả. Tại Agribank Kỳ Sơn thì điều kiện tiếp cận nguồn vốn đối với người dân là vô cùng dễ dàng. Người dân chỉ cần có xác nhận của chính quyền địa phương và nơi cư trú về việc vay vốn đúng mục đích nằm trong chương trình được hưởng ưu đãi. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, nguồn vốn vay của các ngân hàng cùng với sự cần cù chịu khó của người dân, những mô hình kinh tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã và đang mang lại hiệu quả, qua đó góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 25 tháng 8 năm 2022, hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải sinh hoạt có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nội dung này thuộc Nghị định số 45/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường nhằm thực thi luật bảo vệ môi trường sửa đổi. Tại thành phố Hòa Bình, nhiều xã phường đã và đang làm tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn nhằm hạn chế chất thải phát sinh ngoài môi trường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đều đặn mỗi ngày, ông Hà Văn Điểm, xóm Máy 1, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, đem từng loại rác thải sinh hoạt từ thức ăn thừa, túi ni lông cho đến chai lọ, đều được ông phân loại và bỏ riêng. Ông Điểm cho biết, mỗi hộ dân ở đây đều có hai xô rác, một đựng rác hữu cơ, một đựng các loại rác vô cơ. Sau khi rác được phân loại, vào cuối ngày sẽ có người đến tận nhà thu gom và đưa đến bãi tập kết rác để xử lý. Từ khi thực hiện phân loại rác, lượng rác gom đi tiêu hủy rất ít, người đi thu gom rác đỡ vất vả. Công tác bảo vệ môi trường này cũng lâu rồi, mà bản thân chúng tôi cũng là những người cựu chiến binh mà đăng cai làm công tác vệ sinh. Ngay bản thân tôi cũng là túc trực liên tục là quét dọn và làm công tác vệ sinh ngay cả trong gia đình mình, cùng với các đồng chí trong chi hội nữa. Tuyên truyền từ gia đình mình, tuyên truyền đến cả các con, các cháu nói chung. Là địa phương vùng ven của thành phố, khi cuộc sống của người dân ngày càng phát triển, chất thải sinh hoạt ngày càng tăng và việc xử lý gặp nhiều khó khăn bất cập. Chất thải phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các hộ gia đình, trường học, chợ, cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Nhưng nhờ tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn, nhất là từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới, nên đến nay, xã Hòa Bình không còn tình trạng rác thải sinh hoạt vứt bừa bãi trên đường, dưới khe suối hay ngoài đồng ruộng như trước nữa. Tất cả rác thải sinh hoạt đều được người dân phân loại ngay tại nhà. Điều này có được là do từ năm 2018, Hội Cựu Chiến binh xã Hòa Bình đã đứng ra thành lập 9 tổ thu gom rác thải với sự tham gia của 20 thành viên. Đối với công tác bảo vệ môi trường thì thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch đề án thu gom rác thải là năm 2017. Được sự đồng thuận của bà con thì chúng tôi khi đề án đi vào hoạt động ấy thì cũng đã tuyên truyền cho bà con không chỉ là thu gom mà phân loại rác thải. Đặc biệt là năm 2020 chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và cũng là tuyên truyền đến các cháu học sinh trong thời gian 5 năm thì đề án đi vào hoạt động thì đem lại cảnh quan xanh sạch đẹp. Mà hiện tại chúng tôi cũng đang dự định là sẽ nhân rộng cái mô hình này ra. Chỉ còn hơn một tháng nữa, quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng với người không phân loại rác tại nguồn tại Nghị định 45/2022 của Chính phủ sẽ có hiệu lực. Vì vậy, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh. Chúng tôi phân loại rác thải theo cái tiêu chí, tức là phần mềm, ra cái loại phần mềm. Thế rồi rác thải rắn, ra rác thải rắn thì mà chúng tôi còn huy động tất cả mọi người là chung tay làm sao mà làm cho tốt cái công tác này. Nhờ thực hiện phân loại xử lý rác thải ngay tại gia đình nên lượng rác thải mỗi ngày đã giảm đáng kể, tiết kiệm được nhiều công sức, chi phí và góp phần giúp môi trường trên địa bàn thành phố Hòa Bình sạch đẹp. Các đoàn thể địa phương hiện đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân với phương châm mưa dầm thấm lâu nhằm tạo chuyển biến trong nhân dân về công tác này.
bảo đảm môi trường sống trong lành, góp phần xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành nơi đáng sống, thu hút du khách đến với Hòa Bình. Chuyển sang các tin tức quốc tế, các nước thành viên Liên minh châu Âu-EU ngày 20 tháng 7 đã nhất trí gói trừng phạt thứ 7 nhằm vào Nga. Gói trừng phạt này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 7. Gói trừng phạt trên bao gồm lệnh phong tỏa tài sản của ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank và lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga. Cộng hòa Séc, nước hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU và chủ trì hội nghị các nhà ngoại giao EU cho biết, ngoài các biện pháp trên, EU còn bổ sung thêm nhiều cá nhân và thực thể của Nga có liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine vào danh sách đen. Lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga là để đáp ứng quyết định đã được nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nhất trí tại cuộc họp hồi cuối tháng trước. Trước đó, trong gói trừng phạt thứ 6 của EU đối với Nga được thông qua hồi tháng 6, EU đã cấm nhập khẩu hầu hết dầu mỏ của Nga. Truyền thông Italia vừa đưa tin chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ sau khi ba đảng lớn trong liên minh cầm quyền đã từ chối tham gia cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện vào ngày 20 tháng 7. Ba đảng lớn trong đó có phong trào 5 sao và đảng liên đoàn cực hữu đều từ chối tham gia bỏ phiếu. Họ cho rằng sự bất bình với các chính sách đối nội của chính phủ là lý do để từ chối ủng hộ ông Draghi. Dù ông Draghi đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, nhưng sự vắng mặt của ba chính đảng này được đánh giá là có nguy cơ gây ra ảnh hưởng bất lợi đến chính quyền của Thủ tướng Draghi. Chính quyền của Thủ tướng Draghi được thành lập vào tháng 2 năm ngoái với mục đích ứng phó với cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19. Thủ tướng Draghi đã đề nghị từ chức từ tuần trước sau khi phong trào 5 sao bỏ qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trước đó. Tuy nhiên, Tổng thống Sergio Mattarella đã bác bỏ đơn từ chức này, dẫn đến cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần thứ hai. Truyền thông địa phương đưa tin Thủ tướng Draghi sẽ đề nghị từ chức một lần nữa. Động thái này sẽ khiến Italia nhiều khả năng phải tổ chức bầu cử quốc hội sớm vào mùa thu năm nay. Ngày 20 tháng 7, Đảng Bảo thủ ở Anh đã công bố hai ứng viên cuối cùng tham gia cạnh tranh cho vị trí thủ tướng sau cuộc bỏ phiếu vòng 5. Theo đó, cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss sẽ là hai ứng viên trong cuộc đua trở thành nhà lãnh đạo tiếp theo của Anh. Trong cuộc bỏ phiếu vòng 5 của các nghị sĩ Đảng Bảo thủ, ông Sunak giành được 137 phiếu ủng hộ, Ngoại trưởng Truss giành được 113 phiếu, trong khi Quốc vụ Khanh Chính sách Thương mại Bộ Thương mại Quốc tế Penny Mordau giành được 105 phiếu và bị loại. Chính sách kinh tế là một vấn đề then chốt trong cuộc đua lần này. Ứng viên Sunak, 42 tuổi, cho biết sẽ xem xét cắt giảm thuế sau khi kiềm chế được lạm phát, trong khi ứng viên Truss, 46 tuổi, cho biết sẽ thực hiện cắt giảm thuế ngay sau khi trở thành thủ tướng. Hai ứng viên cuối cùng sẽ thực hiện các chiến dịch vận động tranh cử trong toàn đảng trên cả nước trước khi 160.000 đảng viên bảo thủ đưa ra quyết định. Người giành chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 5 tháng 9. Quốc hội Sri Lanka ngày 20 tháng 7 đã bỏ phiếu bầu ông Ranil Wickremesinghe làm tổng thống mới của nước này. Ông Ranil Wickremesinghe giữ chức tổng thống trong bối cảnh Sri Lanka đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị trầm trọng. Ông Wickremesinghe sẽ thay thế tổng thống Gotabaya Rajapaksa, người đã từ chức và rời khỏi Sri Lanka từ tuần trước. Ông sẽ giữ chức trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống cho đến tháng 11 năm 2024. Phát biểu sau khi được bầu làm tổng thống, ông Wickremesinghe cho rằng chính phủ sẽ phải xây dựng một chiến lược mới để đáp ứng nguyện vọng của người dân, đồng thời cam kết sẽ sớm đưa đất nước ổn định và đến năm 2024, nền kinh tế sẽ bắt đầu tăng trưởng. Ông Wickremesinghe đảm nhiệm chức tổng thống trong bối cảnh Sri Lanka đang phải đối mặt với lạm phát nghiêm trọng và tình trạng thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu, bao gồm nhiên liệu và thực phẩm. Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố một số biện pháp phòng dịch COVID-19 bổ sung nhằm bảo vệ những người dễ bị tổn thương và tăng cường các xét nghiệm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với một đợt tái bùng phát dịch. Trong ngày 20 tháng 7, Hàn Quốc đã ghi nhận 76.402 trường hợp nhiễm mới. Giới chức y tế nước này dự báo số ca nhiễm mới sẽ sớm vượt mốc 100.000 người. Tính đến thời điểm hiện tại, dòng phụ BA.5 của biến thể Omicron chiếm hơn một nửa tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc. Trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, Hàn Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp phòng dịch bổ sung. Theo đó, các hoạt động thăm khám trực tiếp tại các cơ sở chăm sóc và điều trị bệnh nhân sẽ bị đình chỉ. Nhân viên làm việc tại các cơ sở này cũng sẽ được yêu cầu xét nghiệm PCR mỗi tuần một lần.
các nhà chức trách cũng đã quyết định dành thêm 4.000 giường bệnh cho bệnh nhân COVID-19. Giới chức y tế Hàn Quốc cũng đang đẩy mạnh các nỗ lực phát hiện virus. Thêm 70 phòng khám sàng lọc sẽ được mở trên toàn quốc và từ ngày 20 tháng 7, tất cả các cửa hàng tiện lợi sẽ có thể bán bộ dụng cụ tự xét nghiệm. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.